Vào những ngày đông giá rét, chúng ta rất cần được sưởi ấm. Bạn sẽ tìm thấy sự ấm áp này từ đâu? TV Shopping xin trân trọng giới thiệu tới quý vị và các bạn một giải pháp hoàn hảo để giữ ấm trong mùa đông này. Chân sưởi điện Technot, một sản phẩm điện từ Nhật Bản. Ngay trong những ngày đông giá lạnh nhất của Việt Nam, quý vị và các bạn vẫn có thể cảm nhận được sự ấm áp như đang đắm mình giữa ánh nắng của đất nước mặt trời mọc thông qua sản phẩm tuyệt vời này. Được làm từ chất liệu 100% cốt tông thiên nhiên, chân sưởi Technot không chỉ có tác dụng giữ ấm cơ thể mà còn có giá trị kích thích tuần hoàn mạch máu và các quá trình trao đổi chất, giúp người sử dụng có giấc ngủ tốt hơn, đồng thời ngăn ngừa và trị liệu một số bệnh như là thấp khớp, cảm lạnh, đau lưng, đau cột sống hay xương khớp. Rất đơn giản và dễ sử dụng, chỉ cần chưa đến 5 giây thao tác, chân sưởi Technot của chúng tôi đã sẵn sàng mang đến cho các bạn sự ấm áp và thư thái tuyệt vời trong mùa đông lạnh giá này. Hãy tận hưởng sự ấm áp đầy khác biệt mà Technot mang lại thông qua một vài thao tác vô cùng đơn giản trên chiếc hộp điều khiển thông minh này. Màn hình hiển thị LED 2 inch của hộp điều khiển giúp người sử dụng có thể dễ dàng kiểm soát chế độ hoạt động của chăn. Hộp điều khiển chân sưởi Technot gồm 3 chức năng chính: điều khiển chế độ nhiệt thấp nhất là 20 độ, cao nhất là 70 độ, chức năng hẹn giờ từ 1 đến 12 giờ, hiển thị nhiệt độ hiện tại của chăn. Với công nghệ sưởi ấm hiện đại và an toàn, Technot được trang bị hệ thống cảm ứng thân nhiệt, nghĩa là chăn chỉ hoạt động khi có tác động thân nhiệt của người sử dụng. Chăn vẫn hoạt động tốt và an toàn ngay trong trường hợp bị nước rơi vào và trong trường hợp người sử dụng khi ngủ quên để chăn ở chế độ cao nhất là 70 độ. Sau 1 tiếng hoạt động thì chăn cũng sẽ tự động chuyển về nhiệt độ phù hợp với thân nhiệt, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người sử dụng. Không cần đến chiếc máy điều hòa đắt tiền hay những chiếc máy sưởi vừa tốn điện vừa làm khô da bạn trong mùa đông này nữa. Chăn được thiết kế có chức năng diệt khuẩn, nấm mốc, côn trùng, do vậy mà việc vệ sinh chăn cũng trở nên vô cùng đơn giản. Hãy nhấc máy lên và gọi điện thoại ngay cho chúng tôi để sản phẩm tuyệt vời này sẽ là của bạn.